Ăn bò nướng không thầy Dân hả? Trời ơi, em đang nướng bò à hả? Mời là ăn à, thầy không có ngại đâu. Ăn nha, ai mà bò nướng rồi đó hãy ăn nha, ăn thoải mái luôn. Ăn một cách vô tư. Ok, giờ mình chấm bài đầu tiên nha. Bài đầu tiên của ai đây? Trần Thị Minh Thư. Rồi bây giờ bắt đầu chấm nha. À, cái bài này đứng ở mức độ gọi là kiểu sao ta, nó an toàn ấy, các bạn hiểu cái từ an toàn không? Nhưng mà kiểu như cái hơi hướng của bạn cũng manga ha, nhưng mà ít ra thì nó cũng không nghiêng về manga cho nhiều lắm, thì chịu khó các bạn diễn tả thêm một chút xíu, ví dụ như phần mũi và cái khối cơ ha, rồi cái môi này kia làm sao, ngũ quan làm sao ha, đôi mắt tô màu sao cho nó ổn nhất. Hồng mắt của mình là màu nâu đen chứ không phải là màu đen nha, đứa nào mà tô màu đen là chết dắt luôn, nghe chưa, khổ hết sức vậy đó. Rồi cho nên cơ bản ở mức độ an toàn như thế này thì thầy là cũng cho các bạn ok rồi, không sao hết ha. Rồi bài này bao nhiêu điểm mấy đứa? 8 điểm cao quá vậy, mới vô cái được 8 điểm ha. Rồi ok, thì ở đây mới gọi là chân dung nè, thêm cái phần vai ở đây nhẹ nhẹ cũng được, không thôi vẽ gì cũng được thì gọi là chân dung ha. Còn ai mà vẽ mấy cái chủ đề mà gì mà anh tướng tá con người tay chân dài hòn lòn vô là nó không phải nhân dung nha. Ừ. Rồi bài này châm chế với lợ chịu khó tô nè, nhưng mà vẽ nó đơn điệu quá ha. Rồi 7.5 điểm. Xong đi chút xíu coi cái tỷ lệ chọi từ trên xuống, coi những cái bài nào đẹp á thì có thể cộng điểm thêm, như những cái bài nó ít điểm nhưng mà chắc là tỷ lệ chọi của lớp này chắc không cao đâu ha. Rồi tiếp theo, đứa nào vẽ Donald Trump? Minh Phú. Minh Phú lớp 8A1 vẽ Donald Trump. Em vẽ gì là ông quốc một trái bơm nguyên tử nữa đó. Em muốn là ở Sài Gòn mình nó được thêm một trái bơm giống Hiroshima với Nagasaki không? Hả? Em sao á? Vẽ gì hả? Ví dụ như giờ mũi, trời ơi, ổng đâu có mũi hỉnh dữ vậy em. Mà cái lỗ tai ổng đâu có dẻo dữ vậy, em vẽ như khỉ đột vậy đó, cái lông mũi người ta đâu có hỉnh em ơi, cái nọng ăn đứt luôn cái cổ nha mấy đứa, mà đôi mắt bị lé nó hỡi ơi, trời ơi bão táp mưa sa, mắt lé là sao sao làm tổng thống được đây, tội nghiệp ghê vậy đó. Tóc ta gì là bao nhiêu điểm? Tôi bực mình lắm, kiểu này là không mà chịu khó tô màu nha. Ủa mà ổng tóc vàng dữ vậy hả? Sao nhìn giống chưa bắt giới kìa, có bạn nói nhìn giống chưa bắt giới kìa. Phú, Phú hôm nay có đi học không em? Phú ơi, Phú hôm nay có đi học không Phú? Ờ vậy bữa nay Phú vắng rồi hả? Trời ơi Phú ơi, em vô em coi chân dung của em nè Phú. Hỏi ơ luôn Phú. Trời ơi, ổng mới nhuộm đi chơi Tết á thầy. Trời ơi, nhuộm cái đầu vào màu vàng với em. Bộ hoa mai chưa đủ vàng hả? Hoa mai bông thọ bông cúc chưa đủ vàng sao? Vậy là thầy hiểu rồi, đi mua nhưng mà người ta sợ là không có nổi bật, hiểu không, để người ta nhuộm cái đầu về, người ta không mua bông cúc mà người ta mua luôn cái đầu của ổng chừng, khổ ghê vậy đó, môi trái tim mới chịu. Người ta đi Nhật Bản đó trời ơi, gặp mấy cô gây xa đồ cho Nhật Bản ấy, trời ơi người ta trang điểm theo, phải không, em phải tô cái môi màu đỏ nó là xác định luôn á, mà vẽ hình trái tim vô cái nó là xuất sắc. Vậy là Phú hôm nay không có đi học, thầy ghi Phú vô sổ đầu bài nha. À rồi ok, bài này ở mức độ 5 điểm thôi, nhưng mà thôi cho 5 điểm thì cũng tội nghiệp Phú quá ha, mệt ghê á. Rồi 5.5, mệt Phú ghê Phú à. Em vẽ tù nhân hả? Hả em vẽ tù nhân hả chi, cái gì vậy? Ê, chấm thêm một rùi nữa là giống mấy tờ bên hả? À, trời sao hay vậy? Gì lôi mấy tờ bên vô đây nữa trời. Em vẽ tù nhân hay chi? Hả? Ai vẽ đây? Bà đặt like nữa nè. Like à, thầy biết like vậy. Nãy gì đây? Hoàng Minh. Hoàng Minh ơi, em vẽ ai đây? Hả? Nhìn đẹp không? Trời ơi, người ta nhìn nhiều rồi gì nữa trời. Khổ quá mấy em khó khăn quá à. Đợi hẹn xíu nha.
Rồi đợi hẹn xíu. Mệt quá. Rồi. Không có tai hả? Rồi tai đâu, tai đâu, tai đây, tai đây. Nó vẽ cái tai ở đây nè, hiện vẽ được mà cái lỗ tai người ta nó không vẽ. Mấy em vẽ riết rồi mấy em xem không á, không ai ra gì hết trơn á. Lỗ tai đâu có tiêu rồi mấy đứa soi tiếp thầy nha, mắt thầy mờ rồi, già yếu không thấy đường. Bài này không có được sáu nữa, bực mình lắm. Mà chân dung, tôi nói chân dung chứ phải vẽ bán thân nha. Đề là chân dung. Chứ không phải là bán thân ha, không phải bán thân hiểu chưa? Bán thân tức là vẽ nửa người chứ không phải là đi bán cái thân nha mấy đứa. Dạ chân dung mà từ đỉnh đầu cho tới ngang ngực mấy em không có học chân dung rồi, chết ngắt rồi. Chân dung bán thân rồi toàn thân hiểu không? Cái này đang vẽ bán thân đó là sai đề á. Chân này mất tiêu cũng nhỏ luôn á. Rồi những đứa nào mà kiểm tra một tiết mà rớt rồi thì chỉ có nước vẽ lợ thôi chứ giờ làm sao. Rồi bà này xuất sắc chưa? Ấy đây là nhân vật gì mấy đứa biết không hả? Giao giao kìa phải không? Không mấy bạn sẽ biết cái bài này á, tại vì cái này nó quá hot rồi thiệt, các bạn biết mà đúng không? Dễ thương, Wee Bu là những người có tài năng ha, năng lượng từ vũ trụ của Wee Bu rất là mạnh nha. Ngồi trong gì chở gì em gì Sakura nữa gì á, hồi nào đó phải Annabelle hả thầy? Không có, không biết nha. Trong Liên Quân hả? Kệ người ta, cái này quá đẹp nhưng mà hãy nói này, em nên nhắn cái chi tiết lên ha, tất cả cái gì mà phải dễ nhắn lên mới được, tại vì khi mà mình nhìn nó xa đó mình còn nhắn chi tiết hết chứ nó như gì đâu có được ha. Nhắn chi tiết lên đó, đó tất cả cái gì liên quan á mình nhắn lên hết, người ta gọi là chi tiết đẩy sâu hiểu không? Nó nhắn lên, trời ơi dễ mà không nhắn về chết rồi. Nó để khi mà người ta xa người ta nhìn cái bài mình mới ổn được nữa. Nhắn chi tiết để sau vô dễ hay có phong cách đó. Ừ. Rồi này bao nhiêu dễ thương ha, nhưng mà không có full 10 được đâu, 9 năm thôi ha. Nhưng mà kiểu này thầy nói này, thiên về chuyện tranh thì thầy cho phép đấy, nhưng mà bạn phải vẽ cho nó tớ là tớ luôn ha, chứ chi tiết để sau nó chưa có ha. Rồi nhắn chi tiết để sau vô, nhắn nét lên mấy cái này, nhắn lên nữa. Mờ nhạt quá. Thầy ở thành phố Hồ Chí Minh, Quy Bu Mãi Đỉnh. Ủa cái này là chân dung chưa hả? À, cái này là chân dung hả? Phải chân dung không? Là chân dung dữ chưa hả? Trời ơi trời, vẽ ngũ quan không được, cái nó vẽ trời ơi Iron Man rồi ha, trời xuất sắc luôn, lạc đề. Xa đề gọi nô. Vậy thằng khỉ cho em một điểm nha. Cái gì nữa, xa đề rồi chứ nữa ai vậy? Tác giả là ai vậy? Gia Phát. Gia Phát đâu? Gia Phát ơi. Gia Phát à. Gia Phát bên đây có học không em? Gia Phát. Phát đâu rồi? Hả? Gia Phát đâu? Trời ơi, chờ Phát ơi Phát. Phát ơi. Phát bữa nay không đi học hả Phát? Rồi ôi, Phát ơi là Phát. Mà người ta mập kệ người ta, sao mấy em ác ôn quá vậy? Người ta mập cũng nói mà không mập cũng nói nữa. Hả? Bộ mập này là có ăn hết của mấy em không? Hả? Sao mấy em nói gì? Hả? Rồi Phát đâu rồi Phát? Ủa bị lắc hả? Ủa có lắc không mấy đứa? Ủa lắc hả? Có lắc hả? Từ từ có lắc phải không? Lắc không? Từ từ có lắc không vậy? Ủa có lắc hả ta? Đâu có lắc đâu trời, hồi nãy giờ người ta coi bình thường này trời.
Tôi không có nhúc nhích. Ủa lắc hả? Khoan từ từ nha. Mệt chết rồi. Mệt quá à. Rồi nè, bắt đầu nè. Rồi xa đề rồi, không nói nhiều nữa nha. Nhưng mà Phát ơi, Phát à. Phát đâu rồi? Hồi nãy giờ Phát ơi. Hồi nãy giờ thầy kêu em á, wifi nhà thầy tên là Cu Le, khổ khổ ghê, không hiểu sao mà đặt cái tên vậy đó. Rồi sao? Phát đâu rồi? Vậy là hôm nay Phát vắng nữa hả? Vậy là lớp này bữa nay Minh Phú vắng, Phát cũng vắng luôn ha. Mệt muốn chết rồi mấy đứa này vậy. Rồi tiếp theo. Ủa là cái này là chân dung chưa? Hả? Cái này chân dung chưa? Hả? Chân dung của em đó hả? Ai vẽ cái bài này đây? Lê Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên, em vẽ này là chân dung hả? Phát hả? Phát đẹp trai. Tên là biết đẹp trai rồi, anh còn để chữ Phát đẹp trai mà. Em có hình dung được cái đây là bài chân dung không? Hả? Em vẽ chân dung đó hả? Em vẽ cái chân với con giun, gọi là chân giun hả? Đẹp mà sai đề hả? Mà giờ đúng đề cũng không được 5 điểm nữa. Vẽ hay ghét, vẽ ú nụ ú nu à. Gì rồi đi đánh ai? Ở cái này em vẽ cô gái bồi bàn hả? Cô hầu gái hả? Em vẽ ai vậy? Hả? Em coi cái gì? Em coi gì nè? Cái gì? Trong mấy cái dinh thự này kia, cung điện này kia, ma cà rồng rồi đó, có mấy cô hầu gái rồi đó. Em coi cái em nhiễm hả? Hả? Quy bu nhập em hay gì? Ngộ quá. Sao em vẽ gì? Còn mấy đứa sao thầy nói vậy ha? Lê Hằng Nguyên không hình dung được chân dung nha. Sai đề. Chúc mừng em. Rồi một điểm, mấy đứa nào mà một điểm đó là vẽ bài lỡ hết nha. Kiểm tra tiết một điểm là bị cấm thi rồi. Đổi gì nữa? Ủa em vẽ ai đây lớp trưởng? Tại tôi biết thằng này Lê Đức Chí cái gì cũng giỏi trơn trừ môn mỹ thuật. Đó là cái nghiệp của em đó. Mà nghiệp nghiệp hơn đó là môn mỹ thuật của em lại chính là tôi dạy nữa. Trời ơi. Lớp trưởng ơi là lớp trưởng. Sao? Sao? Vô địch hả? Phải không? Cái này là cái nghĩa là vô địch phải không mấy đứa? Trai em hả? Chứ gì nữa? Trời ơi trời. Ủa? Cô nói vẽ chân dung tôi nói kêu là vẽ bán thân đâu. Đề là chân dung hiểu không? Tôi nói là đề là chân dung. Em vẽ bán thân. Trời ơi trời. Mấy em có hình dung được không? Ở trên lớp tôi dạy á, mấy em ngủ khi mở mắt hả? Hả? Mấy em đi học mà mấy em quên đem theo cái lỗ tai hả? Hả? Mấy em uống thuốc mà quên uống nước hả? Mấy em ngộ quá vậy? Sao em vẽ gì? Chân dung này ở Bình Dương hả? Chân dung thì đi vẽ cái bán thân. Còn mai mốt cái đời cái bán thân cái lặng quặng vẽ cái đầu vô nha. Trời ơi. Một điểm. Mắc cười cũng chết. Ủa gọi này chân dung chưa? Chân dung của em đó hả? Ý da. Vậy là cái này nguyên một tổ luôn chứ không phải một đứa nữa. Này chân dung của mình phải không? Hả? Chân dung chưa? Là chân dung chưa? Là chân dung chưa? Mệt muốn chết à. Thà như thế này cơ còn chấp nhận được. Thà tới vẽ tới cái bụng thôi. Đừng có vẽ tới cái quần. Có đỡ tức một chút. Ha. Ha. Nó còn đỡ tức một chút. Có thể cứu cánh được. Ha. Quy bu nhập mấy đứa hả? Chằng gì á? Chằng gì? Chằng hát hiên kim. Lớp 8A1. Ok, bài này châm chế 5 điểm được đó. Anh như vậy đi mà em ơi em. Đôi mắt em không có chồng hả? Em vẽ ai mà có mắt không có chồng? Rồi sao thấy đường đi? Hỏi ô luôn. Lỗ mũi ngang vậy là mũi tẹt. Nhân tướng học ý má té. Nhân tướng học á, nói rằng á, những người con gái á, với cái con mắt không có chồng, chỉ có chồng trắng như thế này thôi. Thứ nhất á, là không thấy đường để đi.
Thứ hai á, cái mũi tẹt tức là mũi bị ăn trầu á, tức là khó thở, thành ra nó sẽ dẫn thêm một cái căn bệnh, đó là bệnh tim. Mỗi lần mà các bạn mà nói chuyện với những cái bạn mà có cái nhân tướng như thế này á, thầy khuyến cáo các bạn rằng là nên dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn, nết na, thùy mị, thục nữ, đoan trang vô. À, kiểu như bạn đau tim bạn chết ha. Súng răng kệ người ta đi, người ta mới lớn, không nói người ta súng răng. Mấy em có bị súng răng không? Tôi còn bị súng răng, huống chi mấy em. Trời ơi, mấy em là robot hay gì mấy em không bị súng răng? Ghi lên sổ đầu bài, phát biểu linh tinh, 5 điểm được chưa? Bạch nhãn kìa, con mắt màu trắng cái nó bạch nhãn, lạng quạng cái da người ta không tô, cái mấy bạn nói người ta là bạch tạng. Mấy bạn ác vừa vừa thôi. Mấy bạn á, sống ở trên đời á, người ta phải tích đức làm thiện nhiều vô, mấy bạn mở miệng ra mấy bạn nghiệp quá. Mấy bạn ăn nó xà lơ. Trời ơi, dễ mít thi nè. Dễ sợ chưa? Ừ đúng rồi. Trời ơi, mỗi lần mà tới môn mỹ thuật mà thi hay kiểm tra một tiết cái bị khống một đống. Thì giờ học kỳ 2 là khống thì phải giả lợi thôi chứ giờ sao, chứ đâu có cứu được. Sợ về kiểm tra một cái là tôi tớ số luôn. Mà không chết, dễ thương chưa? Nhưng mà thầy nói này, gì trời, không ở trong nhà có mình thầy mà không có món đồ trong nhà rớt làm sao, chắc là con mèo đó, trong khi nhà thầy nuôi con chó. Mệt ghê á, để thầy quay camera xích xuống chút xíu nữa cho mấy em chiêm ngưỡng tường tận từng cm ha. Nà, đà, 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 đà. Tóc bị gì hả? Tóc bị nhuộm mà sai màu đó. Tóc nhuộm cái màu này sao giống con chó Alaska quá vậy? Sao màu tóc này ngộ vậy? Cái cổ bị gì hả? Cái cổ bị lìa đó em. Mệt ha. Nhưng mà cái này hả là, mà sao lại có con sú ở đây? Mộm chết à. Mấy em sao á? Miss Thi này lạ quá thầy. Chị Miss Thi ở Bình Dương mà em. Em không biết hả? Bao nhiêu chị Miss Thi lận ở Đồng Nai nè, ở Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Tháp, Tân Bình, tùm lum hết. Nhưng mà nay là Bình Dương. Ừ, vậy đó. Malai, ai nói này Malai vậy? Mấy em vừa phải mấy em thôi. Rồi mắc mớ gì nói người ta bú cổ. Cái cổ vẽ chưa có ra cái cổ thôi, cái nói người ta bú cổ. Mấy em sao á? Mệt mấy em quá. Thôi bạn này cho 8 điểm được. Phan, cái này sao giống canh hình quá vậy? Chứ gì nữa, đây canh hình nè, thấy không? Chờ ca một cắt lộ liễu như thế này, em nghĩ em qua mặt được tôi sao? Hả? Trời ơi, nó canh hình nè mấy đứa. Canh hình mà còn không đồ nét chì lỡ nữa, sao em thông minh quá vậy? Hả? Trời ơi. Nè thấy không? Mệt quá. Mấy em ngộ quá. Canh hình một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Ai đây? Nguyễn Võ Thiên Kim. Mai mốt đừng canh hình nha em. Mệt em ghê vậy đó. Gian lận không cho điểm luôn hả? Thôi tội nghiệp công kỹ người ta ngồi đánh mà. Mẹ không thấy cái mái tóc này hả? Nguyên cái này thầy thích nhất cái mái tóc, tại vì nó giống con chó Alaska ở nhà ông anh có thầy nuôi. Mai mốt em cho cái tóc màu khác được không? Em ngộ quá. Mệt ghê. Tên này là tên gì quên rồi. Đây là cái nhánh truyền thần nha. Có căn hình không? Tôi phải nhìn, tôi phải gò bó, tôi phải ngó coi. Phan, cái này cho 6 năm thì cũng tội nghiệp, thôi lên 7 năm đi. Cộng cho bạn một điểm, mấy đứa thấy làm sao? À, trời ơi. Thôi đi, không cộng thì thôi đừng trừ. Rồi ok ha. Cái này thì không biết bạn có canh hình hay không, tôi không nhìn ra được cái nét, để tôi phải soi coi. Chắc cũng là canh hình. Nhưng mà người ta nói hả, nó có sách mách không có chứng, nó quánh chết. Mệt. Cái gì? Ai vậy? Cái này là ai? Anh này tên là gì?
Mấy đứa ơi, anh này tên gì vậy? Ủa thầy, ủa cái gì mà ủa? Hả? Rồi ok, bà này hả? Bà này 9:30 nha. Không, nhắn chi tiết để sau vô đi mới được 9:30. Chi tiết để sau chưa có nè. Thì giờ chi tiết để sau thì mấy đứa chỉ cần nhắn nét lỡ thôi chứ có khó gì đâu đúng không? Trời ơi, gì đâu mà hả? Có chuyện nhắn nét không? Không nhắn được nữa chết rồi. Mai mốt làm gì ăn? Hả? Mai mốt báo thôi. Mệt quá à. Tính năm đây. Rồi. Người Hàn Quốc hả? Biết mà. Phương Anh đó hả? Phương Anh ở trên lớp đâu có lỗ mũi bự dữ gì. Hồng Chương, Hồng Chương vẽ Phương Anh mà lỗ mũi bự như mũi lân vậy đó. Hồng Chương, Chương có đi học không em? Nay rằm thầy từ bi hả? Không, ngày mai mới rằm chín. Bữa nay chín, bữa nay 14 à, ngày mai 15. Tu 15 tu mới từ bi. Mà 15 thì chủ nhật tôi không có like. Hồng Chương, Chương đâu rồi Chương? Cái gì người yêu của tôi chờ? Người yêu của tôi như mũi to vậy. Hồng Chương đâu? Cái gì hoa hậu thế giới ở đây nữa trời. Hồng Chương, Chương hôm nay không có đi học hả mấy đứa? Qua bộ em đó thầy. Trời bộ em đẹp quá ha. Thầy có ăn chay không? Có, thầy ăn chay nhiều hơn ăn mặn nha. Cái gì trời? Hồng Chương ơi, Chương, Chương ở đây là CH đó nha. Chương ở đây là chương trình đấy. Hồng Chương, vậy là Hồng Chương không có đi học nữa, vắng nữa. Minh Phú nè, Phát nè, Chương, ba đứa vắng. Lên sổ là bài hết. Chứ gì nữa. Thôi cái này à, chăm chế đi. Mà thôi em vẽ anh chi mà tất cả bán thân cực khổ, người ta vẽ cái chân dung tới cái cổ bộ vai người ta ngưng được rồi đúng không? À, không chịu khó vẽ đó chứ. Rồi tiếp. Vẽ luôn mũi bự như là cái gì á, như bắt vớ vậy, ai dám cho chỉnh cao. Công chúa Bạch Tạng á hả? Trời ơi tội nghiệp, mà cái tóc cũng không có nhiều nữa, bạn bị rụng tóc á mấy đứa. Thầy kiểu sao cả nhà ơi hãy cứu hoài dân dạy vẽ á, luôn cứu dân mọi người ơi, kiểu vậy á. Em vẽ ai đây, em vẽ ai hả? Em vẽ ai hả? Hả? Cái miệng đâu? Người ta hỏi cái miệng đâu kìa. Em vẽ ai? Cái miệng đâu? Trời ơi, mấy em không vẽ thiếu tay thì vẽ thiếu miệng. Miệng đâu? Hả? Trời ơi, bài đặt hả? Đã vẽ anime rồi thì làm ơn á, vẽ cho nó đúng chút xíu đi nha. Còn vẽ sai nữa nha. Chết rồi, chuyến này chết rồi. Thiếu miệng rồi nhưng mà bài này ổn nha. Cho nên là 6 điểm được. Nè, vậy là 6 điểm được nha. Đó. Phải có cái miệng nó là được 6 năm rồi. Rồi gì nữa đúng không? Gì chờ? Thánh thần ơi chờ, bạn này chắc ăn ớt dữ lắm. Đặng Hoàng Thiên Kim, khoan từ từ. Bài này cộng thêm cho bạn thành 7 điểm đi. Đó, 7 điểm. Rồi ok. Bạn này chắc ăn ớt dữ lắm mà sao đôi mắt của bạn tinh tường dữ vậy? Con mắt này là nhìn tới quá khứ vị lai luôn nè. Con mắt này là nhìn xuyên thấu luôn. Mệt ghê á. Đặng Hoàng Kim Loan, Kim Loan, em vẽ thị màu hả chi? Em vẽ thị màu hả? Em sám hối chưa Kim Loan? Mệt ghê mà còn bị hối nữa chứ. Cái chán nó đã dồ rồi mà còn bị hói phần trên nữa. Tao nói hả, đo đạc làm sao, mấy đứa đo đạc làm sao, tao nói hả, tỷ lệ khuôn mặt người tôi dạy hết trơn, dạy nhiều từ lỗ tai này nó qua lỗ tai kia hết trơn rồi. Lỗ tai của mấy em là lỗ tai chay hả? Lỗ tai gì vậy? Tôi nói từ bên đây chút xíu hỏi lỡ nó quên mất tiêu, tôi cấm, tôi kêu nó không được vẽ cái đó, cái nó vẽ cái đó. Mấy em giỡn mặt với tôi hả? Rồi em vẽ tới cái con mắt quá khứ vị lai luôn. Trời ơi, chân mày kiểu này là chân mày gì vậy em? Chân mày mà màu trắng là chân mày làm sao hả? Chân mày màu trắng là chân mày làm sao? Ít nhất em phải đánh chì vô chút xíu làm gì chứ. Trời ơi trời, vừa phải thôi mấy em, vừa phải thôi. Sống ở đời đừng có gì nha con, sống ở đời đừng có gì nha con. Lông mày bình thường màu đen, người bạn này đi nhuộm lông mày trắng, tóc người ta màu đen, bạn này nhuộm tóc bạc. Mấy em ngộ quá à. Chắc có thể vẽ người yêu của mình đó. Người yêu của em ăn ớt hơi bị nhiều quá nha. Khuyến cáo lại nha. Mệt, bà quại dưới đây nữa, mệt chết rồi.
anh nó mắc cười cũng chết à, rồi 7 điểm mệt cũng chết, mắc cười cũng chết, tàn nhẫn bất nhân ghê. Còn mắc mới gì nói bồ tôi khổ ghê, rồi hai đứa này ngồi chung bàn cái chắc luôn chứ gì nữa. Để thầy so sánh coi á, chà hai đứa giống nhau, nó chỉ khác có cái mặt thôi chứ gì nữa. Bạn này tội nghiệp quá ha, bạn này bị bạch tạng nè mấy đứa, cái màu da thì tô con lởm chút chút xíu ở đây à, còn nhiều để màu trắng tức là bạn bị bạch tạng. Thứ hai, bờ môi em đẹp quá vậy, môi em như thế này rồi ai dám hôn em, trời ơi là trời, môi như thế này là thấy rồi rồi, thấy hỡi ơi luôn rồi, rồi bạch tạng luôn rồi, rồi đôi mắt nhìn thấy được quá khứ vị lai nữa. Giờ tôi hỏi chân tình nha, một trong hai đứa có đứa giải giùm cho nhau đó, đứa nào giải giùm cho nhau vậy, khai mau. Hay là hai chị em sinh đôi ta, quên, có thể là sinh đôi em chừng. Đây cho mấy đứa cao lên cho mấy đứa thấy nè, ấy cái gì nữa, cái này là sinh đôi với mấy đứa nè. Mệt quá mấy đứa làm sao á, người ta sinh đôi kệ người ta không nè, hai chị em sinh đôi ghê hồn chưa. Rồi sinh đôi cái mắc mớ gì mấy đứa, vô đây mấy đứa nói hả, mấy em sao á, sinh đôi cái cũng bị nói, không sinh đôi cũng bị nói chưa, từ từ nha, để chỉnh cam lời đó, mệt ghê á. Tấm cám hả? À. Rồi giờ cái bức ở dưới này 7 điểm, cái bức này nhiêu? Bức này không có tô. Trời ơi trời, bạch tạng hay em. Khổ, khổ nổi ghê á, hỏi ơ luôn á. Bạch tạng hay em nè. Khổ tâm ghê vậy đó. Thầy có lòng thầy mới hỏi chứ thầy không có lòng thầy hỏi làm chi. Trời ơi, nó vẽ mà ba mẹ nó nhìn vô cái trời ơi lòng mẹ ba húng la như biển Thái Bình. Khổ ghê vậy đó. Rồi 6 điểm. Thầy sao á, mày đứa sao á, mệt chưa, khổ tươi. Rồi tiếp theo, ủa mắc mớ gì em vẽ cái cây này em đâm xuyên cái não của người ta hả, cái này cái gì mà em đâm xuyên cái não của người ta đây. Nguyễn Quang Trí, ủa lộn, Nguyễn Quang Tú. Tú có đi học không Tú? Tú ơi Tú à, Tú có đi học không? Cảm ơn các bạn nha, chào các bạn, chào các bạn nãy giờ mới vào nha, cảm ơn các bạn tặng hoa tặng tim cho thầy, cảm ơn các bạn thả tim cho thầy nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái cây viết á hả, à cái viết quay quay đó đúng không, à nó đó, đó, ủa cây viết khổng lồ hả Tú hả, vậy là bị đâm xuyên con mắt rồi phải không, còn độc nhãn long phải không, trời ơi. Rồi em này có biết chiêu nhất dương chỉ luôn không, độc nhãn long chơi nhất dương chỉ kiểu đó đó. Ủa cái mũi đâu, cái lỗ tai ba lớn á hả em, trời ơi Tú ơi Tú, em vẽ gì chết ngắt rồi Tú ơi, Quang Tú ơi là Quang Tú. Vậy là trong đôi mắt của Tú á, người ta có lỗ tai nhỏ xíu như thế này đây thôi đúng không Tú, vậy là thầy hiểu vì sao Tú luôn luôn lớn tiếng rồi, tại vì Tú không thấy lỗ tai của người ta thành ra Tú mới lớn tiếng, Tú sợ người ta không có nghe phải không Tú. Trời ơi mai mốt khuyến cáo Tú đi đâu á nên đem theo cái lo với cái âm ly thùng bát theo nha, vì sao hả. Mình tiết kiệm hơi thở lại để mình nói chuyện cho nó lớn chút xíu á, qua cái lo hiểu không. Mắt á thì bị lé gì rồi, cho bao nhiêu điểm, hay khổ ghê Tú à, quê Phù Lý Gia An vẽ chân dung của bản thân mình đó mấy đứa, chân dung tự họa đó, các bạn nhìn vô các bạn đã biết bạn bạn Gia An dễ thương cỡ nào chưa. Nó từ lạ còn mắc mớ gì chữ F gì trời. Mấy đứa trong vật lý cái chữ F mà có cái mũi tên lên này là cái gì, hay quên bà nó rồi. Phải là lực không? Tú ơi là Tú báo quá trời báo kìa. Mấy đứa chữ F có chữ T, có chữ F có mũi tên ở trên đây nè, gọi là cái gì? Trong trong vật lý gọi là cái gì quên bà rồi. Lực phải không? Nó vậy thì nó đúng rồi, là lực chứ gì nữa. Ghê chưa? Bạn vẽ chân dung của mình nó rất là dễ thương. Nó. Nhìn không? Nhìn y chang bạn luôn, ở ngoài bạn cũng gan vậy nè nhưng mà hình như lỗ tai bạn hơi bị to nha, rất là dễ thương đó. Rồi hà dễ thương mũm mĩm thế này đi, tôi cho 10 điểm, tôi nói là cái gu của tôi phải là tròn tròn mũm mĩm hiểu không, mà sao mấy em ngộ quá, mấy em cứ giỡn ốm hoài à, đã tôi ghét còi xương, mấy em không hiểu ý của tôi gì hết trơn á. Ariana, Ariana nè, có ai là fan của Ariana chưa, cười bắn tùm lum tối ngày bắn 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 hoài, giả một cái là chết nha, giả một cái là bay cái hàm răng ra ngoài nha.
Tiên nữ eo la, chàng mi hoài, chàng mi đâu đây, ngón tay cụt kệ người ta. Môi thăm kìa thầy, môi thăm mà chưa đâu, cái gì nè, cái chán là lại bị trắng dồ. Em vẽ con cá la hán hả? Hả? Em vẽ cá la hán hả? Bình thường người ta đâu có dồ chán dữ thằng ôm vậy, em vẽ cá la hán hả chi? Mấy em sao á? Ánh nguyệt em vẽ gì hả? Em vẽ gì em coi được á hả? Ngộ ghê, còn mắt mới gì cừ gớt hàm răng. Lụm lên gắn lợi cho tôi. Mắt vệ sinh nè, nãy chắc cũng máu me tùm lum rồi đó. Mệt, mấy em sao á? Sao cái tóc với cái áo nó giống màu nhau vậy? Nó na ná màu nhau mà tôi không thích rồi ha. Chơi cái tông vậy là tôi không thích rồi. Nhân tướng học là gì hả? Ừ, nhân tướng học thứ nhất, người trắng dồ tức là những người thông minh, tuy nhiên trắng dồ quá hiện ta nói là cá la hán không phải là người. Thứ hai, cái tai này á là theo giải phẫu á, là nó sai bấy nhạy rồi, nó không phải là cái tai nữa, nó là một cái chất chất lỏng, hiểu không? Nó là một cái cao su rồi mấy đứa à. Cái tai con người không phải nó đưa vô kiểu vậy đâu, rồi gì nè, gì là sao đưa, trời ơi sao đưa, nó đơ đơ gì sao đưa, nó là quỷ chứ không phải người. Em dễ yêu tinh hả? Mệt muốn chết là mấy em vẽ riết rồi tôi sợ hãi. Này gì đây, chân dung chưa? Ừ, chân dung chấp nhận. Thà như thế này đi, tôi chấp nhận cho mấy em qua môn đó. Còn mà đừng có vẽ bán thân nha, bán thân là tôi cho lạc đề chết, chết tươi luôn ấy. Cười bay cổ họng, lụm cái cổ họng lợ gắn vô, nhớ lụm thêm hai trái cổ cho biết đàn bà đàn ông. Chứ gì nữa, nói nó hả, tôi cho phép vẽ anime cái hả, nó vẽ cái này vô gì nói gì nữa, nhưng mà chịu khó bằng vẽ acrylic đó mấy đứa. Acrylic với là cái màu này là cái màu gotcha đúng không, màu gotcha đúng không? À ok rồi, chịu khó vẽ ok vậy nhiêu điểm? Trời ơi 9,5 chứ nhiêu. Tôi chỉ cho 9,5 thôi, bực mình đó. Là Lê Hoàng Kim Phúc lớp 8A1 vẽ về đây. Sangonomiya Kokomi, em vẽ mì gói Kokomi hả? Thầy giải trường nào vậy? Ủa mấy đứa vô trả lời giùm thầy đi, thầy á thầy hạn chế nói tên trường ra khổ muốn chết luôn rồi. Ok ha, nhắn chi tiết để sau lên nha mấy đứa. Trời ơi John Cook nè, thấy không, chịu khó vẽ nhắn chi tiết rồi từng cái luôn ha. Còn tô nền nó ok 10 điểm, nó nhiều đó, thà như vậy tôi có khó khăn với ai cái đâu, không đầy đủ yếu tố là được, mà cho phép anime nha, cho nên tôi không có bắt lỗi nha, chứ mà đúng chuẩn chân dung vẽ gì là rớt hết á, báo trước á, dễ thương rồi sao. Ừ, em vẽ ai vậy? Em vẽ bà ngoại vậy? Em vẽ robot hả? Chồng em đẹp hả? Ok, chồng mình đẹp thì mình phải tự hào chứ. Ủa mấy đứa cười cười điên thầy ơi, nãy giờ có gì đâu mà cười, mệt quá vậy mà cười mấy em sao á. Thầy là em cười hoài cho em xỉu. Nano hả? Ồ Megan hả? Cười bay cổ họng, lấy cái cổ gắn ngược vô. Thị nở hả? Tomie hả? Bạch Tạng hả? Trời ơi Thơ Nguyễn hả? Phải chị Thơ Nguyễn không? Đánh đánh khói, người ta đánh cho nó dịu lên, ra khói mũi khói mắt khói cơ khói má vô, cái tóc màu trắng hả chi. Trời ơi trời, em vẽ người phụ nữ tóc bạc hả? Nhưng mà ok mức độ này là ok ổn nhất rồi ha, 6 điểm. Nếu như mà em đánh ok hơn nữa đó thì nó sẽ được điểm cao hơn một chút xíu. Rồi cho 6 năm, bà chưa hoàn thiện. Rồi tiếp theo nè, đây mới là một cái chuẩn của chân dung nè ha. Có thể các bạn vẽ theo kiểu truyền thần hay là kiểu anime cũng được, nhưng mà khi đánh chì là phải đánh như thế này thì gọi là chân dung, phải không? Đơn giản như vậy thôi chứ không có cần gì mà vẽ quá nhiều, đúng không? Đấy, đó là chân dung đấy nè, chân dung này đó, thấy chưa? Thà như kiểu này đi, nó nghiêng về một chút xíu, nó truyền thần một chút xíu hay cho phép mà, hay còn cho mấy em anime luôn mà, đúng không? Quá là được rồi, đơn giản như thế này thôi, đám thói nhẹ nhẹ như thế này thôi, lấy điểm 10, không có làm gì cực hết trơn á, thấy không? Vợ của mấy đứa đó vô nhận vợ đi. Gói này chân dung chưa? Gia Minh, Minh có đi học không? Minh
Minh có đi học không Minh? Đứa nào nói gì bay? Đứa nào nói gì à? Thầy làm em cười hoài má em chửi em. Em ngủ má em vô đi coi chung với em đi. Ủa cái này là chân dung chưa? Chân dung của em đó hả? Minh ơi là Minh. Em định hình được không? Ủa Minh lớp 8A1 hay lớp 8A4 vậy? À Minh lớp 8A1. Ừ đó. Chân dung của nó đó là chân dung chưa? Nó vẽ đúng cái chuẩn của chân dung là tới ngực. Nhưng mà chân dung vậy là đủ chân dung chưa? Là chân dung chưa? Khổ mấy em ghê á. Mấy em ghét rồi mấy em làm ăn sống nhăn vậy. Trời ơi bà đặt Spiderman rồi ha. Mệt muốn chết à. Bà này bao nhiêu điểm? Là chân dung chưa? Mấy đứa chân dung chưa? Này chân dung hả? Chân đèn. Phía sau là ảnh yêu thương kìa. Mệt quá. Cho 5 điểm mà thấy tội nghiệp cho nên cho 4,9 nha. Thà như vậy gớt ngôn nó ý nghĩa hơn. Ủa chị đi coi nhà mình ngủ chưa? Ủa chưa coi luôn. Là không đâu ghé được. À. Mấy đứa nói cái này là vẽ ma kìa mấy đứa. Kìa mấy đứa. Gì thầy ác thầy đâu có ác. Nè cái này là ma nè. Thiếu 0,1 nữa là Minh qua môn chứ gì nữa. Vì 0,1 cho nên vẽ lại cái bài mới. Tàn ác gì nó mới vừa. Vẽ viết rồi không có mắt tai mũi miệng gì trơn. Mấy đứa thấy ghê quá. Mệt ghê vậy. Dạ có mấy đứa bài vẽ đẹp dễ thương lắm chị. Hà như vậy đi nó hơi nóng tính chút xíu. Nhưng mà cũng có chân mài với mắt tay mũi miệng đỡ chút xíu nha mấy đứa. Nè em mới thêm chân mài vô đòi gì nữa. Một cái đường gạch ngang đòi gì nữa. Mấy em khó tính quá à. Mà cái bài này có ai vẽ đây? Nam Phương có đi học không em? Phương ơi. Mệt ghê á. Mũi đau nữa. Nè đó. Nam Phương có đi học không? Đó. Tàn nhẫn ghê á. Chờ Phương có đi học kìa. Ủa tại sao Phương mà để cái tên TikTok là cái tên gì không ra cái chữ Phương vậy? Người ta không cần vẽ tay hiểu không? Chân dung nhưng mà người ta vẽ tới bán thân lận. Người ta vẽ tới cái đầm ở dưới lận. Mấy em thông cảm đi. Mệt ghê á. Mấy em sao á. Phương mai mốt không được vẽ gì nữa nha Phương. Bạn bè vẽ gì là chết rồi. Tình nghĩa bạn bè có chắc bền lâu. Bài kiểm trang tiết mấy em vẽ gì là chết ngắt rồi mấy em à. Nè thà như thế này đi. Ai vậy? Đỗ Viên Châu vẽ ai đây? Đấy thà như thế này đi. Nhưng mà mai mốt á vẽ cho nó kỹ chút xíu nữa nha. Ha vì nó chưa đã. Vẽ kỹ chút xíu nữa. Nhắn chi tiết vô. Em vẽ như cái em ký họa em nộp cho tôi vậy đó. Rồi 95. Rồi. Ủa em vẽ cô hầu gái hả? Cái này là chân dung của em chưa? Nguyễn Tuấn Kiệt. Kiệt có đi học không Kiệt? Kiệt bữa nay có đi học không Kiệt? Kiệt ơi. Kiệt lâu rồi. Kiệt hãy, em tin là hãy cho em ra pháp trường không Kiệt? Kiệt ơi. Em giảng gì em biết là mẹ em có coi cái like của này là chắc mẹ em buồn em lắm á Kiệt. Em tên là gì? Là Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt tức là gì? Là một người anh hùng hào kiệt có vẻ tuấn tú đẹp trai. Cái sự đẹp trai của em mà em vẽ như thế này đây. Hả? Em biết là mẹ của em, anh chị của em kỳ vọng vô em biết chừng nào không Kiệt? Hả? Ở nhà người thân em mong em đi học nên người thành tài, một người khôi ngô tuấn tú có tài năng. Mà em vẽ như thế này đó hả Kiệt? Hả? Em làm như vậy mà em coi được hả Kiệt? Hả? Kiệt đâu? Lại là lạc đề. Mấy đứa khoái lạc đề quá ha. Một điểm tiếp. Vị hằng khỉ cho Tuấn Kiệt một điểm. Thầy gỡ một lời thân ái đến gia tình, gia đình, anh chị, phụ huynh của Kiệt rằng là ngoài cái việc mà Kiệt học ở trên lớp ra thì Kiệt còn học ở trong tiệm nét và ở mấy chỗ bàn pizza đồ nữa là dạ. Tôi không có nói đâu, tôi nói hết. Mắc mớ gì kêu Kiệt. Đó,
chân dung như thế này đây, nhưng mà phải đánh khói vô nha mấy đứa. Đẹp phải có đẹp, phải đánh khói vô. Em dễ mẹ em, mẹ em là Võ Thị Ngọc chết rồi, em ghi vậy rồi sao tôi dám cho điểm thấp. Hơn mà em chưa nói là em dễ thầy hiệu trưởng, cô hiệu trưởng đó, phải em nói cô hiệu trưởng cái là tôi cho em 10 điểm rồi. Tại nhìn giống cô hiệu trưởng ở trường có thầy dạy quá nè. Chứ gì nữa, em mà để vô là dạ thưa thầy, em vẽ cô hiệu trưởng là 10 điểm luôn, không nói nhiều. Mà em vẽ để chữ là mẹ em, cho nên là tôi sẽ chấm điểm nhan sắc của cái bài của em vẽ mẹ em, chứ không phải là tôi chấm điểm cái nhan sắc của mẹ em, hiểu không? Trời ơi trời. 9 điểm. Rồi, cái bài này mà mẹ em mà thấy cái là trời ơi cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình liền á. Đừng có để cho mẹ thấy cái bài này của em, nghe chưa? Thấy cái là 2 triệu, 20 triệu nha, là tớ số mình đó. Tiếp, 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 tiếp. Em vẽ Nikola Tesla hả? Hả? Ông này rất là có tài nha, nhưng mà ngộ lắm mấy đứa, để thầy kể về ông Tesla. Thì các bạn cũng biết ông Tesla là một người nhà vật lý học gọi là đi trước thời đại luôn ha. Nếu như mà những cái công trình của ông á, những cái phát minh của ông mà được gọi là đầu tư và không có cái sự gọi là ông này bà kia sau lưng khống chế, thì có thể là cái tương lai của trái đất này bây giờ nó vượt xa hàng ngàn năm rồi ha. Rồi, ổng là hứa dữ đó. Nhưng mà ngặt cái mấy em biết ông gì, ông Nixon phải không? Ông gì mà sáng tác bóng đèn, quên bà ổng tên gì rồi. Mấy đứa nhớ tên ổng không? Cái gì Sơn á? Cái gì tên quên rồi, không kể chuyện, cái quên ngang cái tên ông lịch sử rồi, quê quá quê rồi. Quê quá quê. À, Edison, nhớ rồi, cảm ơn em. Thầy cho em 10 điểm. Cái ông Edison á, ổng mới là kêu báo đài á, tại vì biết cái ông Nikola Tesla này nè, ổng sáng chế ra cái điện gọi là điện trong không gian ấy. Thì là mình chỉ cần đứng một chỗ mình cung cấp điện cho toàn cầu luôn, mà mình đi ngang điện cũng không bị giật. Cho nên là nếu như vậy thì sẽ đánh vô cái nền kinh tế của dầu khí nè, chứ là địa chất rất là mạnh, cũng như là tất cả các phát minh thời bấy giờ. Cho nên ông Edison á mới là thuê báo đài á là nói ông Tesla này bị điên ha. Và tất cả trước đó, tất cả những người đầu tư cho Tesla đó là không đầu tư trong nữa, rút vốn, biết sao không? Tại vì đụng tới chén cơm manh áo của họ, cho nên là họ phải rút vốn và hủ tiêu những cái sáng chế của ông Tesla. Tuy nhiên thì tất nhiên có những cái sáng chế vẫn còn tới bây giờ, nhưng mà nó là trong tài liệu mật thôi ha. Thì tất nhiên rồi, bây giờ mấy đứa mà sáng chế là cái gì mà thay thế xăng dầu đi, bảo đảm là mấy cái đó là không có được đầu tư đâu, tại vì đụng tới mấy ông lớn mấy em khó sống đó, ha. Rồi ok, cho nên tôi phát hiện ra một vấn đề là cái này là cam hình ha. Sau khi cô kể xong câu chuyện này thì tới cái phần chấm điểm, đây là cam hình, cho nên vị thằng khỉ cho em là 6 điểm. Rồi, cảm ơn em. Đừng tưởng tôi kể chuyện dông dài rồi tôi không biết nha, tôi biết hết trơn á, tại tôi không nói thôi. Còn có mấy bài nữa hà, công chúa xứ Hoa Đô, đẳng thập mao quân. Scan là gì? Scan tức là can hình đó em, gọi là scan á. Em có sử dụng giấy can bao giờ chưa? Vẽ gì rồi cho nhiêu điểm? Vẽ gì rồi cho em nhiêu điểm? Phải như em đừng có để là công chúa xứ Hoa Đô, mà em để là cô hiệu trưởng. Ghi tên cô hiệu trưởng ra, trường gì là xuất sắc. Tôi đâu dám cho mấy em rớt. Mà tại vì em để như thế này cho nên tôi mới cho mấy em rớt nè, 4,5 điểm. Dễ hay ghê? Mệt không chết. À, thà như thế này đi, nhắn chi tiết như này, nhìn nó đã con mắt liền ha, 10 điểm. Đó, phải nhịn mới được mấy đứa. Siniku á thầy, Siniku là ai? Ra đen hả? Alu là gì? Đồ hả? Rồi ok, 10 điểm. Không nói nhiều. Rồi bài này là ai đây? Thập tử là ai vợ mấy đứa? Thầy ít có coi truyền thông lắm cho nên mấy đứa nói cho thầy biết đi, thập tử là ai vợ? Hả? Thập tử là ai? Đứa nào nói cái chuyện mắc vệ sinh quá à? Cười ba cái bồn cầu luôn, thánh thằng ơi trời. Hồi nãy giờ em vô nhà vệ sinh em cười hả? Ai cho em đem điện thoại vô nhà vệ sinh vậy? Em đem điện thoại vô nhà vệ sinh làm gì em đó? Hả? Mà giờ em cười ba luôn cái bồn cầu rồi. Trời ơi, mắc vệ sinh muốn chết. Mệt mấy em sao á. Rồi lỗ tai bị che rồi. Mệt. Thập tử là thập tử đó hả? Mệt là thập tử nhất sinh đó hả? Thập tứ cô nương đó hả? Mệt chứ. Rồi với cái bài này thì vẽ nó rất là đơn điệu ha. Nhưng mà ở mức độ này cho các bạn 8 điểm được. Trời ơi, tôi chấm điểm nó thoáng lắm. Mà mấy đứa làm ơn mấy đứa kỹ kỹ chút xíu. Bài cuối cùng, lớp này nó thiếu rất là nhiều bài nha.
Sau đó tôi vô điểm vô danh sách ha, đứa nào thiếu điểm, thiếu bài là vẽ hai lần bài chân dung cho tôi. Chưa kể cái bài mới học nữa nha. Nhiều lắm mấy đứa yên tâm đi, thầy dạy 5 lớp nhưng mà thầy chấm tới 6 lần bài chân dung rằng biết sao không? Tại vì nó thi một cái nhóm mà chưa nộp bài phải chấm riêng á. Cứ một bài không nộp thì phải vẽ 4 lần. Thành ra sau cái lớp 8A1 nè, lớp thứ 5 thì cái lần chấm chân dung thứ 6 á, cái bài nó sẽ nhiều hơn á. Ừ, chấm mệt luôn, chấm mấy em biết mà tôi mệt. Em vẽ ai đây? Tai bị ẩn hả? Tai người ta là không khí, người ta ẩn cái tai người ta kệ người ta đi. Yến thập tử hả? Mà thôi vẽ như vậy thì cho các em nhiêu đây? 6 điểm được. Vẽ thôi 6,5 đi. Đó, rồi. Rồi giờ thầy cho các em xem lại một lần nữa ha. Mệt ghê vậy đó. Mệt chết. Mệt chết. Để ăn thêm miếng khô bò thôi mà. Nãy giờ năng lượng từ vũ trụ báo thầy là năng lượng của thầy đói bụng rồi. Đứa nào nó tự bay luôn cái tivi vậy, tàn nhẫn bất nhân vậy. Cừ vừa vừa thôi, mấy em cừ ác đạn quá à. Cừ mà bay luôn cái tivi là sao? Hả? Cừ vừa vừa thôi. Cừ quá đáng. Cừ vậy mà coi được á. Mấy đứa lạc đời đau đớn, chắc là ngồi chung bàn. Mà tôi đã nói rồi, nó coi chừng lạc đề nha. Ừ, tiếp tục vẽ à, cho lạc chơi vậy đó. Bởi vì đó là những con người không biết khéo léo đó. Khổ mấy em ghê vậy đó. Nhưng mà tôi vẫn muốn cho bài này 4,9 nha, chứ không được lên 5 điểm nha. Rất là mệt mỏi luôn. Và là chân dung dữ chưa. Nó thà như thế này đi, đơn giản nhẹ nhàng đánh hả, không khói tóc ra khói tóc nhẹ nhàng, thà cho truyền thần thầy cho phép mà nó mơ điếm gọn gàng. Mà tôi nói trước nha, bạn Uyên nè, bạn Thục Uyên nè, như thế này mai mốt tôi trừ điểm nha, nha chưa, vậy là không có chỉnh chu nha chưa. Khổ ải vô biên. Em giải thiết phiến công chúa hả? Đây nè, thấy chưa, nó chín năm mắc cười cũng chết nè, mắc cười cũng chết không, bạn có chịu khó dễ lắm, cộng bạn thêm 0,5 đi là 7 điểm tròn ha. Rồi ok, tiếp theo bài này là thầy cưng nhất luôn ha. Thứ nhất là nó rất là mẫm mỉm là thấy cưng liền. Bài này 4 điểm tôi chấp nhận nha. Tàn ác không, rồi đâm xiên cái đầu sao sống. Thì cái bức này tôi cho 7 điểm mà tôi mắc cười cũng chết luôn. Ăn ớt ít thôi, ăn vừa vừa báo hại lắm. Nhà chắc là nhà trồng ớt mấy đứa. Nạn đó là 1945 đâu có dễ ăn đâu, phải ăn ớt. À, bài này 7 điểm được rồi. Không, cũng được. Bài này cộng thêm 1 điểm cho bạn đi, lên 8. Bài này cộng thêm 0,5 điểm lên 7. Rồi. Bài này phải căng hình không ta? Bài này cộng luôn đi ha, cho 10. Rồi. Mệt ghê mấy em sao? Mắc cười ghê á, tội nghiệp chị mới thi ghê công kỹ á, vẽ cho đã, làm cái biểu cảm gì cho nó vẽ xong cái biết ra nó căng hình, cái chấm bà có 6,5 điểm là chắc bà cũng tức dữ lắm. Mệt chứ. Trời ơi, thôi cái này để thầy cộng thêm điểm cho bạn đi, cộng thêm 1 nữa là 2. Mệt ghê với mấy em sao á. Trời ơi trời, em giả tử tù hả? Rồi ok nha. Mệt quá. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem like của thầy, cảm ơn rất là nhiều. Chúc các bạn nè, quý phụ huynh có một buổi tối vui vẻ. Ngày mai đi học, ổn lộn, ngày mai có một ngày nghỉ thật là đầy năng lượng nha. Ngủ nướng tới 3 giờ chiều. Nhà ai giàu đó thì ngủ mở cửa ra, nhà ai nghèo thì đóng cửa lại nha. Rồi ai đó mà chống đối tôi là tôi giải ra pháp trường, không cho ngủ ha.
ai làm công tác nhà nước á, mà bên quân đội thì có một đêm đi trực nhật vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn quý phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên, các em nhỏ nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, ok, ngày mai thầy không có like nha mấy bạn. Ừ, báo trước rồi, ngày mai chủ nhật nghỉ ngơi, không có like. Ha, thứ hai sẽ gặp lại thầy. Rồi, bye bye mọi người. Nhớ nha, vô kênh YouTube của thầy đăng ký đi, coi lại mấy cái like này nè. Kênh YouTube của thầy là Hoài Răng Dạy Dẻ luôn đó. Hoặc là vô cái trang TikTok của thầy đó, bấm vô nó có cái link YouTube á, mình qua bển mình đăng ký mình coi luôn. Sau khi la là thầy sẽ đăng lại sau một ngày á, thì mình buồn buồn mình vô mình coi lợ vậy đó. Rồi vô đội công lý công bằng vậy đó. À, cảm ơn các bạn nha. Rồi bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.